Thân ái xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân thương của năm súng nha. Hôm nay thì năm mới vừa làm xong cái phần bánh lăng này nè các bạn. Và cách làm ra sao thì mời các bạn cùng vào bếp với năm súng nha. Năm có ở đây là 10 cái hộp gà, 2 bịch sữa tươi có đường, 100g đường, một chút xíu lá dứa nước cốt và hơn nửa lon sữa đặc. Vì thành phần này thì năm sử dụng cũng khá lâu và cũng khá quen, do vậy cũng rất là tuyệt vời. Mời các bạn cùng tiếp tục với năm nha. Trước tiên thì chúng ta bắt đầu thắng caramel. Các bạn để chảo lên bếp và cho cái phần đường 100g vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây là khoảng vừa đủ số nước để nó thấm với cái số đường này là được rồi nha các bạn. Rồi mình thắng màu caramel. Công đoạn kế tiếp thì năm sẽ đổ nửa hộp sữa vào trong cái nồi này nha các bạn. Kế đến thì năm sẽ cho vào đây là một lon nước nha các bạn. Tiếp tục thì năm sẽ trộn đều cái hỗn hợp này rồi để qua một bên, cũng như là mình sẽ làm công đoạn kế tiếp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đập trứng gà. Khi đập trứng gà cũng có thể các bạn lấy thêm một cái chén nữa. Các bạn sẽ đập từng trứng. Nếu thấy trứng nào hư thì chúng ta sẽ bỏ, thì lúc đó cái tô chung này nó sẽ không bị ảnh hưởng nha các bạn. May quá hôm nay 10 trứng rất là đẹp, không bị hư cái nào luôn. Và bây giờ thì thời điểm này các bạn chú ý cái chảo mình thắng màu caramel nha. Các bạn chú ý điều này nha, khi mình thắng màu caramel thì các bạn không nên quậy đũa vào đây. Các bạn cứ để lửa vừa và mình thăm chừng nó để cái màu nó được như ý. Và bây giờ thì năm thấy cái phần màu của chúng ta đang chuyển dần qua màu cánh gián rồi, thì các bạn sẽ cho vào đây là khoảng 4 muỗng nước. Không cần cho nhiều đâu các bạn. Rồi các bạn cứ lắc qua lắc lại như vậy là ok. Rồi mình sẽ đun ở đây một chút xíu thôi nha các bạn. Như vậy là cũng được rồi đó các bạn. Rồi nó sệt sệt một tí như thế này là ok rồi nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp nha. Và năm sử dụng ở đây là 25 cái hộp nha các bạn. Hộp này cũng hơi lớn á, chứ không phải là hộp nhỏ xíu nha. Thì các bạn sẽ cho phần caramel vào. Và các bạn cứ lần lượt cho hết phần màu vào những cái hộp mình đã chuẩn bị để làm. Và đây là những hộp mà mình đã cho màu caramel vào. Khi các bạn đổ màu caramel vào thì nó như thế nào thì cũng không sao hết nha các bạn. Và khi mình cho nguyên liệu vào đây để hấp bánh thì cái màu này nó sẽ lan đều dưới đáy hộp rất là ok. Tiếp tục thì các bạn cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi các bạn sẽ bật bếp nấu cho nó nóng thôi, không cần phải sôi nha các bạn. Và lúc này thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Với năm thì hôm nay là khách đặt hàng món này nên năm sẽ cho vào đây là 50g đường. Và sau khoảng 1 phút thì cái phần sữa của chúng ta ở đây nó cũng hơi nóng rồi các bạn. Thì các bạn sẽ quay qua chuẩn bị sữa tươi để đổ vào đây. Và năm lường 2 bịch sữa tươi cũng bằng cái lon sữa đặc này luôn. Thì 2 bịch sữa tươi năm đổ vào đây là được khoảng 1 lon rưỡi nha các bạn. Hơn một chút xíu à. Giờ thì năm sẽ nói lại cái toàn bộ cái nguyên liệu ở trong cái nồi bánh lăng của chúng ta hôm nay là 10 quả trứng gà, nửa lon sữa đặc, 1 lon nước lạnh, 1 lon rưỡi sữa tươi, cũng như là 50g đường nha các bạn. Và mình sẽ đổ cái phần sữa tươi vào trong cái nồi sữa đặc này luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ quậy đều cái phần hỗn hợp trong cái nồi này luôn nha.
Quay qua bây giờ chúng ta bắt đầu quậy đều cái phần trứng này. Phần trứng này thì các bạn cứ quậy tự nhiên, không cần phải nhẹ nhàng đâu. Năm cứ quậy tự thoải mái như vậy đó, không có sao hết đó các bạn. Sau khi mình quậy trứng nó đã tan thì các bạn hãy lần lượt cho từ từ cái phần sữa tươi vào đây và chúng ta cũng quậy đều luôn. Lúc này thì tùy vào mỗi người, nếu các bạn sử dụng vani thì các bạn cho vào đây một ống vani, còn Năm thì Năm sử dụng lá dứa thì Năm sẽ cho vào đây nửa chén nước cốt lá dứa. Thật ra các bạn biết vì sao mà Năm cho lá dứa vào đây không? Tại vì Năm không thích cái mùi vani, và cái mùi lá dứa thì nó thơm tự nhiên nên Năm rất là thích. Cũng như là vì hôm nay khách đặt hàng bánh lăng và rau câu và Năm làm rau câu trước rồi, do vậy Năm cũng chuẩn bị sẵn cái phần lá dứa này cho dư ra để mình làm bánh lăng. Và các bạn biết không, khi mà mình làm màu lá dứa vào trong bánh lăng này thì cái nó sẽ giảm cái độ vàng của hộp gà đi, nhưng khi ăn các bạn cảm nhận được cái mùi rất thơm, rất ngon luôn. Giờ thì các bạn sẽ lược cái phần trứng sữa hỗn hợp này qua cái rây, và Năm sẽ lược cái hỗn hợp này hai lần cho nó thật mịn nha các bạn. Sau khi các bạn lược hỗn hợp này cảm thấy mịn rồi thì các bạn sẽ đổ qua một cái ca. Cái ca nó có cái miệng nhỏ như thế này thì các bạn đổ vào hộp nó sẽ dễ hơn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cho phần hỗn hợp trứng sữa đường này vào các cái hộp mà mình đã chuẩn bị để làm bánh lăng nha các bạn. Kế đến thì chúng ta sẽ đậy toàn bộ cái số hộp này lại luôn nha. Và các bạn cũng nhớ là để một nồi hấp lên trên bếp sẵn nha các bạn. Đây, cho các bạn thấy cái nồi hấp của Năm đây. Nồi hấp của Năm á, thì phần dưới nè, Năm bỏ có một chút xíu nước rồi nha các bạn, không cần nhiều nha. Các bạn sẽ xếp những hộp bánh lăng vào đây và mỗi hộp các bạn cách khoảng đều như vậy, để tất cả các hộp nó sẽ chín đều nha. Và khi hấp thì các bạn nhớ là để lửa vừa thôi nha. Đôi lúc thì Năm thấy là nó nóng quá thì Năm cũng giảm tối đa luôn. Và thời gian hấp là 30 phút thì bánh sẽ chín. Và cứ mỗi lần khoảng 10 phút thì các bạn mở nắp ra và cho nó nhỏ những cái giọt nước mồ hôi trên nắp nó ra ngoài. Và bây giờ là bánh của chúng ta đã hấp được 30 phút rồi nè các bạn. Và khi bánh chín á, thì Năm tắt lửa, nhưng mà Năm chưa vội lấy bánh ra, Năm cũng để ở trên này. Sau đó khoảng 1-2 phút rồi Năm mới lấy bánh ra. Đây, mình sẽ mở thử một hộp ra coi nha các bạn. Các bạn thấy nó mịn không? Quá là mịn luôn á các bạn. Rất là tuyệt hen, mịn màng luôn. Và Năm sẽ mở ra cho mọi người thấy nè. Và cũng là để cho nó mau nguội nha. Như vậy là thành phẩm của chúng ta đã hoàn tất rồi hen. Các bạn nhìn có hấp dẫn không? Các bạn hãy vào bếp và trổ tài với gia đình mình nha. Còn chần chờ gì nữa, mời các bạn cùng thưởng thức món bánh lăng của nhà Năm Súng nha. Ngon lắm các bạn, quá đã luôn. Cái mùi béo béo của trứng và sữa nó hòa quyện với cái phần caramel. Ôi thật là tuyệt vời, ngon ơi là ngon luôn các mẹ bạn. Và nó có một cái vị thơm thơm của lá dứa nguyên chất nữa. Ôi còn gì bằng nữa các bạn ơi. Các bạn hãy làm theo cách của Năm Súng coi nha. Ngon lắm nè. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho Súng một like, một share và một đăng ký để theo dõi những video sau của Năm Súng nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của Năm Súng. Mến chúc mọi người luôn gặt hái được nhiều thành công và mọi điều được tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.